Việt Nam sẽ đưa thêm du khách ra Trường Sa. Việt Nam dự kiến đưa thêm du khách ra thăm quần đảo Trường Sa trong một kế hoạch có thể khiến Trung Quốc tức giận giữa bối cảnh tranh chấp biển Đông căng thẳng. Truyền thông trong nước đưa tin, Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn vừa chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với các ban ngành liên quan phát triển các tour dịch vụ du lịch ra Trường Sa. Tờ dân trí cho hay, hai công ty du lịch Sài Gòn Tourist và công ty cổ phần dịch vụ Bay và Du lịch biển Tân Cảng được yêu cầu lên kế hoạch mở chương trình du lịch giá cả phải chăng để thu hút khách du lịch ra thăm quần đảo này. Nhân viên phụ trách khâu đặt thua trong nước của công ty cũng cho biết thêm lịch trình khảo sát du lịch Trường Sa dự kiến có thể xuất phát đầu tuần tới.